dân chơi. Dân chơi chưa thay đồ, bây giờ dân chơi sẽ đi thay đồ. Bọn mình đang đến Maria Bay Sen để uống Churchill. Ê, chúng kia xinh nhớ mà đến chúng ta đi. Thay ra đồ đúng không? Thay đồ. Thay đồ này mình chuẩn bị từ sáng rồi. Nó sẽ thay đồ nhá. Mình đang đi picnic, mình ơi, view siêu đẹp luôn nhưng mà hơi nắng một chút xíu. Bây giờ 6 giờ tối nhưng mà vẫn rất là nắng nha mọi người. À, Singapore. Hôm nay mình trời rất là nắng các bạn. Cái sắc mặt trắng của mình dữ dằn. Mình sẽ chuẩn bị đi ăn lunch này. Thời tiết kiểu nắng hơn qua mưa. Bọn mình sẽ đi em outing rất là nhanh ý. Bây giờ mình kiểu mình đã đi rất là thông thạo với mọi người, mình trở nên rất bản địa rồi. Mình qua đi nhà một lần mình biết luôn, mà kiểu xem cái app này nó cũng dễ luôn ạ, có rõ hết. Và mình sẽ ăn brunch ở đây, trông rất là xinh nha và rất là nhiều cây nha mọi người. Khu này thì cũng rất là nhiều các quán brunch gần như thế này. Mà bạn đến Singapore thì có thể đi thử. Stars fall down from the sky every time you walk by, just like me, they long to be close to you. Nhưng mà tối lắm Mi ơi, xin chào mọi người. Bọn mình đang đi đâu nhỉ? Nhưng mà đang cõng Mi đi ạ. Đi xuống cầu thang đi chụp ảnh tiếp, bọn mình chụp ảnh cả ngày rồi, bọn mình thì vẫn đi chụp ảnh tiếp. Không biết là được bao nhiêu cái tấm ảnh ở đây rồi, được 10 cái. Rất là sai, 10 cái thôi. Bye bye mọi người nhá. Mọi người comment trên TikTok của ta là về làm dâu Bến Tre không ấy. Đã mưa rồi, chúng tôi sẽ thay đồ quên chơi. Và các bạn đây biết không? Trời đã mưa rồi các bạn ơi, chúng mình sẽ đi ăn. Hay đi đâu? Chỉ mưa một lúc thôi. Ừ, chắc mưa một lúc thôi nhỉ.
Hôm qua là mưa buổi sáng, hôm nay là mưa chiều. Trời này chắc cũng không mưa lâu đâu. Ở đây toàn thế à? Hay là hay mưa kiểu đấy mà tị tị yên anh yêu rồi. Yêu anh nào? Nhưng mà suốt ngày hát anh yêu. Anh yêu chứ phải là yêu anh đâu. Là anh yêu rồi. Yêu anh nào? Ok. Mình không? Sẽ ăn kem Singapore. Người dân mà không biết. Không cổ căn bình thường á. Nhỏ. Ừ. Been in love in New York City. Midnight into morning coffee. Burning through the hours talking. I like me better. I like me better when I'm with you. I knew from the first time, I'd say for a long time. Gosh, I like me better when I like me better when. Ờ, người đấy được đấy. Mình đang mua mix cho coconut. Nước dừa rất là khó, ở bên Singapore. Mày luôn cá cát nhé, xong rồi đấy nhá. Pin rồi. Làm thêm một mã. Mình đã đến chỗ ăn cơm gà. La la la, trứng muối. Hôm nay chúng mình ăn rất là sớm nha mọi người. Bây giờ là mấy giờ? 5:10. Tôm nha, đây là tôm nha các bạn. Tôi kém thì không trứng đâu. Mày bảo có hết á. Quán này siêu đông, mọi người ăn bọn mình đến rất sớm là đủ ăn bán luôn. Giờ mọi người đang phải xếp hàng rất là đông. Cái nước rất là ngon. Thank you.
chụp đâu các bạn. Em mình nhiều quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.